Chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn đến tìm hiểu một hoàn cảnh rất là khó khăn, éo le tại địa phương mình luôn nha bạn. Thì theo mình được biết sơ thì cái chú này nè, 50 mấy tuổi rồi, bị bệnh phổi và do là không có tiền điều trị nên là chuyển về nhà rồi. Và mình đang trên đường vào nhà của chú nha các bạn. Dạ, cô chào chú ạ. Dạ, tại vì có một cái bạn kia là chỉ còn là nói là hoàn cảnh nhà của chú gặp khó khăn á. Dạ, rồi con đến đây để mà tìm hiểu, nói chuyện với chú tí xíu được không chú? Dạ, chú tên gì chú? Lê Văn Hoàng. Lê Văn Hoàng à? Dạ, chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 52 hả? Dạ, rồi cô tên gì chứ? Quỳnh Thị Hoàng. Quỳnh Thị Hoàng à, cũng tên Hoàng luôn. À. Dạ. Rồi cô chú có con cái gì không? Không. Dạ. Ủa rồi chú bị bệnh sao chú? Đó, phổi. Bị bệnh phổi hả? Ung thư phổi. Trời, chú bệnh ung thư phổi hả con? Ung thư phổi. Ủa gì là mình đang nằm viện rồi mình xin về hay sao con? Hết tiền. Bị mình hết tiền. Hết tiền rồi xin về. Cũng như là mình đang nằm điều trị ra bệnh viện. Là bây giờ do hết có khả năng. À, bây giờ mình về nhà mình nằm ở nhà vậy hả chú? Uống thuốc nam. Rồi cô có bán gì không cô? Rồi chứ cô chỉ nhà là lo cho chú đây. Rồi đau giò cắn này của trời ơi, cái giò đi tới luôn mà đi không nổi. Rồi trước đó cô làm gì? Trước ngày cũng bán giấy số. Bán số mà từ khi chú về nên là ở nhà luôn hả? Ừ, chú bệnh luôn cái ở nhà luôn. Giờ đi không nổi, đi đỡ con thấy đi không? Đi tới dạ. Luôn. Rồi từ khi chú xuất viện về là cô cũng ở nhà không? Ở nhà luôn, giờ giò cắn vậy. Bởi vì cô đâu có đi xa. Cô đâu có đi xa. Ủa vậy chú về đây được lâu chưa? Về là về nhà nằm 10 bữa rồi. Ờ. Nhà này là nhà mình ở đó giờ hay sao cô chú? Đó ở đất này cũng có mình luôn ha. Có mình luôn. À. Ủa sao con thấy chỗ này nó vô quá vậy? Không có tiền làm cái nào nữa. Dạ. Thấy ngoài này là hơi vô quá. Ừ, vô. Dạ. Này giống như mình cất tạm thôi chứ mình thấy không có kiên cố gì. Không. Ủa gì rồi chú ở nhà rồi thuốc sang sao chú? Thuốc nam không quá. Thuốc nam chắc mình xin với chùa hả con? Xin chùa. Dạ. Ủa cô đang sắc thuốc hay sao vậy? Dạ đang sắc thuốc. Đang sắc thuốc nam. Rồi từ ngày mà chú về là cô không đi bán được luôn. Không đi bán được luôn. Cái gì rồi, đâu. Rồi tiền đâu lo được cho chú? Ăn uống. Hàng sớm cho. À. Cho được cái gì thì. Cũng như là hàng xóm láng giềng người ta cho được cái gì thì hay cái nấy ha. Ừ, ăn cái nấy. Rồi chú có đi lại được không chú? Không. Từ hồi bệnh tới giờ là không đi. Bệnh nay là mấy tháng. Dạ. Chú gạo mà chú bà. Đợi ông bán nói chuyện. À, chú này đến cho gạo hả? Dạ dạ. Dạ. Anh, em tiền bệnh gì không tiền nằm viện mà tiền anh cũng nợ anh, bằng riêng cũng nợ anh. Anh cầm về đây rồi chụp hình cái được rồi. Để cho ảnh chụp hình. Ủa chú gạo này là bên hồi nào vậy chú? Gạo Tình Thương. Tình Thương hả? Dạ. Rồi chú cho phiếu của chú chợ nữa thì để chú con. Dạ dạ. Này là của bên thị trấn mình cho hả chú? Ờ, hạt gạo Tình Thương, nhóm hạt gạo Tình Thương. Dạ. Con lên hình luôn chú đi. Cái này trong nhóm hạt gạo Tình Thương chú. Dạ dạ dạ, cũng ở thị trấn mình hả chú? Ờ, cái này của thị trấn Mỹ An. Dạ. Mà nó nhầm trong cái nhóm này nó liên thông lên nguyên cái. Dạ, vậy là cái hoàn cảnh. Có nguyện rồi luôn á. Hoàn cảnh của cô chú chung thấy tội quá ha. Ừ. Bệnh mà không có tiền nằm viện thì giờ phải về. Cái này là cho thị trấn vận động cho quà cứu trợ chiều ngày mai là đây là có địa chỉ 16 giờ
ha, ngày 15 là thứ tư, ngày mai đó lên ngay chỗ cửa hàng là Nhật Vũ. Anh Vũ. Anh Vũ, anh Vũ, anh Vũ ở chợ mới. À. Để nhận quà, ta cho gạo cho quà ha. Nè, rồi đó thì ghi này. Dạ dạ dạ. Còn cái phần gạo đó thì của hạt gạo tình thương, cái nhóm gạo tình thương riêng. Vậy là gạo ăn uống đồ ăn nào nhờ vào lối sớm cũng như là mấy mạnh thường quân cho chú phải không? Ừ. Tại hôm nay vô tình đi gặp cái chú này nữa. Đem đến cho gạo của cái hội nhóm hạt gạo tình thương. Hôm nay thì hên đi gặp được chú này là chú Do, là được biết là chú là chủ tịch hội chữ thập đỏ của thị trấn. Hôm nay là gặp chú đến đây để mà trao cái phần hỗ trợ là hạt gạo tình thương và phần quà của bên mạnh thường quân giúp đỡ cho cô chú nữa. Thì hôm nay sẵn nhờ chú này là tìm hiểu rõ hơn nhiều hoàn cảnh của chú Hoàng đây luôn. Thì chỗ chứ, em Hoàng đây thì trước kia là hai vợ chồng còn khỏe thì sống bằng cái nghề đi mua bán ve chai, đi móc bọc bán ve chai phế liệu, rồi giờ lụm xế liệu rồi mua bán. Rồi từ khi em nó bệnh tới nay thì khi phát hiện ra bệnh thì ở đây địa phương cũng có vận động để các mạnh thường quân hỗ trợ tiền, rồi cũng như là đưa cho em nó đi nằm bệnh ở bệnh viện Tháp 10, rồi lên bệnh xác định được là em nó bị lao phổi. Lao phổi hả chú? Lao phổi là khi mà lên trên bệnh viện phổi của Đồng Tháp có nằm thì người ta xét nghiệm là xác định là khối u ác tính. Rồi là khối u luôn. Phải chuyển lên bệnh viện Phạm Thạch thành phố để điều trị. Nhưng mà do là chờ thời gian người ta cho em về nhà để sắp xếp gia đình để đi điều trị đó. Thì do hoàn cảnh của em thì nó quá khó khăn. Hai vợ chồng sống thì bằng cái nghề là nói chung là đi mua bán phế lụm phế liệu á, lụm phế liệu chứ không phải mua bán đi lụm ve chai rồi về bán lại cho vừa vậy đó. Cô thì bán giấy số á hả? Cô vợ thì bán số, hai chồng thì không có con, không có nguồn thu nhập nào khác từ lúc, bởi vì em ở đây thì nói chung là trước cũng không có xét được hộ nghèo, lý do hai chồng nó trong cái tuổi lao động á, còn đi là lao động mua bán được. Nhưng mà từ khi phát bệnh tới nay thì địa phương cũng như khóm rồi cũng đề nghị lên đó là chỗ ban số đó giảm nghèo của thị trấn như của phòng lao động để cho em xin được vào cái hộ nghèo để điều trị thôi. Dạ. Cho nên chứ hiện giờ là em trước giờ em cũng không nằm hộ nghèo, nhưng hoàn cảnh của em đây thì vậy đó. Thì từ bệnh tới nay thì thằng này hội chữ thập đỏ nè, cùng cái chính quyền địa phương nè, khóm rồi cũng như các cái mạnh thường quân, các cái tổ chức từ thiện thì cũng có vận động rồi phối hợp để cũng có giúp tiền rồi quà rồi cho em để trong cái thời gian điều trị bệnh đó. Dạ. Thì cũng giờ nhờ cái chung tay góp sức của xã hội với cái các mạnh thường quân, chứ còn cái ở địa phương thì dưới gia đình thì nói chung anh em thì cũng nghèo không à. Dạ dạ. Và địa phương thì cái vận động thì nó có cái hạn chế, đâu có dạ, đúng đáp ứng theo cái nhu cầu, bệnh này phải điều trị lâu dài. Thì cũng như ở đây thì chú là chủ tịch chữ thập đỏ là cũng có ý kiến là vận động kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các cái tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân để có điều kiện để giúp đỡ và chia sẻ cùng cái hoàn cảnh của em Hoàng vậy đó. Dạ dạ. Ví dụ ai có điều kiện giúp đỡ được cho em thì để làm cái thiện, cái phúc. Ủa cái địa chỉ mình ở đây là khóm 1 thị trấn Mỹ An. Khóm 1. Dạ khóm 1, vậy là nó xa phía sau trạm y tế thị trấn. Dạ. Dạ. Dạ phía sau trạm y tế thị trấn. Ngay chỗ vừa với chai quẹo vô. Rồi ngay vừa với chai. Dạ cũng dễ tìm. Dạ. Rồi hôm nay con đến đây con cũng không có nhiều, thì con gửi cho chú một ít để mà lo cho cái cuộc sống hàng ngày cũng như là trang trải trong cuộc sống rồi chú. Dạ. Dạ, rồi con cũng hy vọng là qua cái video này nè sẽ có nhiều nhà hảo tâm đến để mà giúp đỡ cho chú. Các bạn mà có lòng hay có thể đến được đây thì nhà là ở khóm 1 thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp. Nhà là phía sau trạm y tế thị trấn Mỹ An, cạnh dừa dây chay. Thì cái nhà của chú nói chung là thấy cái nhà này giống như là cất tạm vậy. Nhà giống như cái chòi đó. Dạ, hiện tại thì mình cũng đang cần tiền để mà đi lên bệnh viện tuyến trên điều trị không chú? Dạ dạ. Hôm nay con đến đây con chỉ là ủng hộ cho chú được tâm lòng nhỏ thôi, nói chung là không có được nhiều. Thì cũng hy vọng là cô chú có thể là vượt qua cái khó khăn này. Dạ dạ.
Rồi sẵn con cảm ơn chú Do đây nhiều luôn. Tôi chú bên chữ thập đỏ đây nè, đến đây mà trao gạo và quà nè cho chú. Nói chung là bên địa phương, bên hội từ thiện người ta cũng quan biết hoàn cảnh của chú là như vậy. Thì thôi con cảm ơn chú nhiều nha. Rồi thôi chú cũng thay mặt chính quyền địa phương rồi cũng cảm ơn chỗ Tâm, là chỗ có cái lòng hảo tâm mà đến, dạ, đến chia sẻ cùng với cái gia đình của em Hoàng ha. Dạ dạ. Có điều kiện thì kêu gọi bạn bè anh em là các cái mạnh thường quân nó hỗ trợ cho em để có điều kiện để đi chữa bệnh đó. Dạ dạ. Rồi thì thôi con xin phép cô chú con về ha. Dạ dạ. Dạ dạ dạ.